Lâm, cô xin được nhận xét bài tập của con. Hôm nay cô chỉ nhận xét cho con chủ đề 25 thôi nhé. Chủ đề 26 con chưa nộp bài, nếu được thì con hãy làm bài và bổ sung vào, cô nhận xét xong cho con được nhé. Ở trong chủ đề 25 thì chủ cho cô cách đọc của các từ sau nào. Đầu tiên là từ it, little, little, tall, tall nhé. Rồi tiếp đến là từ trẻ, rằng, rằng. Rồi tiếp đến là từ mạnh này, healthy, healthy. Tiếp đến là từ yên tĩnh này, quiet, quiet. Bốn từ đẹp này, beautiful, for, for, beautiful nhá. Tiếp đến từ xấu này, ugly, ugly. Rồi tiếp đến là từ rồi những từ còn lại có thể đọc hộ nhé. Tiếp đến sang từ từ đắt này, expensive, expensive. Âm v làm rả và phân tích các âm trong cái từ này ra, expensive. Ok, tiếp đến là từ cong này, curved, curved. Mình kết thúc bằng hai âm vật, vật. Ok, rồi tiếp đến là từ nữ này, female, male, male, a, male. Ok, từ chậm này, er, low, low. Rồi tiếp đến là từ nông, shallow, shallow nhá. Đây là âm sờ, lúc nãy con đọc nhầm sang âm phờ. Đấy, nhớ cho cô, đây là sờ dài, sh, sh nhá. Rồi, rồi từ bẩn này, dirty, dirty. Sống này, alive, alive. Rồi tiếp đến là từ thuộc hạt nhân thì đọc như thế nào, nuclear, nuclear. Tiếp đến từ nổi tiếng, famous, famous. Rồi tụi Lâm lưu ý cho cô cách đọc những từ như vậy trong chủ đề 25 con nhé, và nghe thật nhiều video mẫu và những từ mà cô đã sửa cho con để con nhớ và đọc lại làm sao cho nó đúng đủ các từ con nhé.